ý thu hồi. Nãy giờ anh test thử nướng mà ngon, không có vấn đề gì cả. Chị nha, chị cho tôi mọi người cách cái cách mà nãy nha. Khi mình gạt lên nè, thì mình gạt, nói chung gọi là khi nó vừa mới nhóm lên thôi là mình nhả nó lên chứ không có cần phải nè. Đó, khi mà mình cố nhấc được lên như vậy luôn được rồi, cố nhấc được lên là mình nhả lại lên. Cái này thực sự là những cái như thế này nó rất là tiết kiệm nhân công. Thứ nhất là hai lần bấm này, thứ hai là gấp này, tiết kiệm khá nhiều nhân công. Con này thì hiệu quả nhưng mà nó chỉ có dành phù hợp cho những cái mà gọi là sổ khám bệnh, với lại những cái đơn hàng mà từ khoảng cái chừng 14 tờ giấy quay đầu thôi. Còn ví dụ như vậy hơn thì nó đóng hơi mệt mỏi, nó đóng không quay được. Nhưng mà những cái mà thực sự là ưu việt hơn một cái nữa là mình không, mình đóng, mình nếu như mà mình biết cách xài á thì mình không cần cuốn. Ví dụ như tắt cái này đi này, mình đóng nó dày bao nhiêu cũng được, tại vì cái game này là game số 3, nó xài game này nè, à game số 6 nè, nó xài game số 6 là số 8 nè, thì một lần mình đóng như vậy là đóng nó có dày hơn đi chăng nữa cũng không có vấn đề gì cả. Để lật nó ngoài xíu đây. Đó, mình đóng xong mình rút ra rồi mình sẽ gấp lại. Đây, cái này khá là dày, khoảng cái chừng tầm 20-30 tờ, thì mình đóng xong mình gấp lại cũng tiết kiệm được rất là nhiều nhân công ở trong khoảng hạng mục đó rồi. Cái tác dụng